xíu mà. Điện thoại Nokia 2.0 quay thử nó sao 13 mê nha, cái nó lắc quá, nó lắc cái hình ảnh nó lắc quá, không bằng cái Apple AK1 rồi. Cái này là cái hình ảnh đang quay bằng cái điện thoại Nokia 2.3, Thế Giới Di Động bán là 2.290.000 nha, 2.290.000 cái Nokia này. Đang quay, quay thử cái hình ảnh nó có đẹp không, trong điều kiện ánh sáng đủ nha. Cái này ánh sáng đủ nè, đang 7 giờ sáng thì ngay thử cái này, phóng phóng to lớn rồi. Này hình ảnh này mình đánh giá là nó không bằng cái AK1 nha, AK1 thì đẹp hơn, tiền nào của đó. Cái AK1 bây giờ hiện tại giá là 2.6 nha, 2.6. Cái này là 2.3, mình nghĩ là Nokia thì nó thương hiệu hơn nè, nhưng mà chính xác là cái camera nó không bằng nha. Với tối hôm qua mình mới dọc xong đó thì mình có dọc hết cái điện thoại này, có nhiều chức năng nó không có như AK1, ví dụ như quay màn hình. Điện thoại này nó không có cái chức năng quay màn hình tự có nha, chứ không phải mình phải cài cái app nào hết nha. AK1 là nó tự có luôn của AK1 luôn, không phải là cài thêm app gì hết. Chỉ là một cái chức năng là ghi âm cuộc gọi nha, tức là AK1 nó tự có cho mình luôn, mình không cần cài cái app nào hết. Tức là tự ghi âm cuộc gọi, rồi quay màn hình. Ví dụ như mình có một cái gì đó hay ho trên mạng, mình muốn quay lại màn hình đó, thì AK1 nó tự có để mình quay lại màn hình. Rồi sáng nay mình test cái camera này, mình thấy là nó, mình cầm trên tay thì nó 13 mê đó, nhưng mà nó lắc. Cái hình ảnh này mình đưa đi đưa lại là nó không có mượt như AK1. AK1 mình quay là nó mượt hơn. Cái này là cái điện thoại Nokia 2.3 nha, 2.3 là 2.3 đó. Là 2.290.000 đó, là 2.3 đó. Thế Giới Di Động đang bán. Thì cấu hình nó cũng ngang ngang với hàng Apple AK1, là ổ nhớ 32GB RAM, rồi chụp hình là cũng 13 MP. 13 MP, nhưng mà chúng thấy là ánh sáng đủ vậy mà cái hình ảnh này là không đẹp bằng, không đẹp bằng. Nó không đẹp bằng AK1 nè, chỉnh sáng, sáng hết cỡ nè, tối lại vừa trung bình đó, sáng lên, sáng vậy nó chói đó. Những chức năng với lại mình mới mở cái Google mà chụp hình 360 độ trên của Google đó, thì cái này nó lại không hỗ trợ. Không hiểu camera 13 MP mà lại không hỗ trợ cái chụp hình 360 độ, trong khi những cái điện thoại rất là cùi luôn á,
lại có, mà cái điện thoại này là không không có. Cái chụp hình 360 độ là mình nghĩ cái điện thoại nào có camera là chụp được thôi. Nhưng mình bấm vô cái chỗ mà Google xem phố, chế độ xem phố của Google này, là nó lại không chụp được, mà quá thất vọng. Quá thất vọng luôn, báo không hỗ trợ. Cái chế độ chụp hình 360 độ rất là hay, mình đi đâu có cảnh đẹp chụp lên là tất cả mọi người đều thấy, rất là hay. Nhưng mà cái điện thoại này nó là sao, camera 13 MP là không hỗ trợ, không biết là có chỉnh ngay chỗ nào không, chưa biết. Mua gạo đó hả? Lấy nét cũng dở, lấy nét chậm. Nói chung là nó dở hơn. Bởi vì tiền nào của nấy mà không, cứ nghĩ là nó có cái gì hay ho hơn. Mua trải nghiệm không có hay đâu. Chúng không hay hơn cái AK1 đâu. AK1 thì nó 2,6 triệu, này 2,3 triệu, nó hơn nha, mấy trăm ngàn. Nhưng mà cái kia nó nhiều cái trải nghiệm hay hơn đó. Có những chức năng mình có xài đó, không phải không xài đâu, những cái quay màn hình với lại này nọ là mình hay xài lắm đó, mình chưa có xài hết nên mình cũng chưa đánh giá được hết. Thì cái này mình chưa có phát hiện, cái này cái điện thoại này chưa có phát hiện được cái chức năng nào mà hay ho hơn cái thằng kia. Chưa thấy có chức năng nào hay ho hơn. Cái lo thì cũng nhỏ hơn, lo mở nhạc nghe cũng giá này nhỏ hơn, nhỏ hơn không đáng kể, không bằng cái thằng Apple là cái lo nó khủng lắm. Đi. Dạ. Anh chờ gì tụi bay, anh gì ta đi mua.